Sống khỏe mỗi ngày xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị thân mến, trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hàm lượng protein trong trứng tương đối cao, do đó trứng là bữa sáng yêu thích của rất nhiều người. Tôi tin chắc là khi bạn mở tủ lạnh của nhiều gia đình thì trứng luôn là thực phẩm xuất hiện đầu tiên đúng không nào? Trứng được các bà, các mẹ chế biến thành rất nhiều món ăn khác nhau, đa dạng và vô cùng phong phú. Từ người trẻ đến người già, ai cũng có thể ăn được. Tuy nhiên nếu có sở thích ăn trứng mà bạn vẫn chưa biết đến 3 loại rau có thể kết hợp cùng trứng, ăn vào sức khỏe được nâng cao, chống lại mọi loại bệnh tật mà Sống Khỏe Mỗi Ngày sắp giới thiệu sau đây thì thật đáng tiếc đấy. Hãy cùng theo dõi video để biết đó là những sự kết hợp nào nhé. Mời quý vị cùng đón xem. Trứng luôn được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên chúng ta nên sử dụng bởi nó chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu chỉ ăn đi ăn lại những món ăn như trứng luộc, trứng rán, trứng hấp thì thật nhàm chán đúng không nào? Tại sao bạn không thử kết hợp trứng cùng những loại thực phẩm sau đây nhỉ? Vừa bổ dưỡng lại giúp món ăn trở nên ngon miệng hơn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trứng khi nấu kết hợp với những thực phẩm này có thể góp phần giết tế bào ung thư, chữa bệnh về dạ dày, giúp cải thiện gan. Nếu ăn sớm, cơ thể sẽ ngày càng khỏe mạnh. Thứ nhất, ớt chuông. Ớt chuông hay còn gọi là ớt ngọt là một loại rau phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hoạt chất capsaicin có trong ớt chuông là một chất chống oxy hóa, có thể ngăn chặn quá trình trao đổi chất của các tế bào liên quan, từ đó ngăn chặn quá trình biến đổi thành ung thư của các mô tế bào và giảm tỷ lệ tế bào ung thư. Ngoài ra, chất capsaicin có trong ớt chuông cũng có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo và ngăn ngừa sự tích tụ chất béo trong cơ thể, có lợi cho việc giảm mỡ và ngăn ngừa bệnh tật. Tính cay của ớt chuông có thể kích thích tiết nước bọt và dịch dạ dày, tăng cảm giác ngon miệng, thúc đẩy nhu động ruột và giúp tiêu hóa. Ớt chuông, đặc biệt là ớt xanh nếu xào với trứng có thể tích hợp được các chất dinh dưỡng trong hai loại thực phẩm. Hiệu quả nuôi dưỡng sức khỏe được nhân đôi. Chúng không chỉ giúp bảo vệ dạ dày mà các vitamin trong hai loại thực phẩm này có thể sửa chữa gan, tiêu diệt tế bào ung thư, có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thứ hai, mướp đắng hay còn gọi là khổ qua. Chắc hẳn ai cũng đã một lần thử qua món mướp đắng xào trứng gà. Trứng gà với lượng protein cần thiết cho hoạt động hàng ngày, nếu ăn cùng mướp đắng có thể nói rằng sẽ là một món ăn cung cấp chất dinh dưỡng cho toàn bộ cơ thể chúng ta. Theo đông y, thành phần tự nhiên bên trong mướp đắng giúp thanh nhiệt, giải độc, tiêu diệt vi khuẩn, virus, chống lại các tế bào ung thư, điều trị chứng trào ngược axit và chứng khó tiêu. Đặc biệt như hàm lượng vitamin dồi dào cùng các khoáng chất quan trọng khác như protein, lipid, carbon hydrate, canxi, kali, magie, sắt. Bởi vậy, ăn chúng thường xuyên sẽ kích thích da dẻ mềm mịn, loại bỏ mụn và ngăn ngừa lão hóa vô cùng hiệu quả. Thứ ba, nấm. Trứng xào nấm là sự kết hợp hài hòa giữa trứng và nấm tươi, sẽ khiến món ăn vừa ngậy vừa thơm, đậm đà mà lại vô cùng tốt cho sức khỏe. Món trứng xào nấm giúp cải thiện hệ miễn dịch, phòng chống cảm lạnh trong mùa đông. Ngoài ra, trứng xào nấm còn có tác dụng chữa chứng bệnh trẻ em gây nóng, rôm rầy, tay chân tê mỏi, tiểu đường, huyết áp cao, ăn ngủ kém. Không những thế, cách làm món trứng xào nấm lại rất đơn giản, chế biến nhanh gọn. Trứng gà là một món ăn bổ dưỡng, là một trong những thực phẩm được sử dụng thường xuyên của mọi người, mọi gia đình. Nguồn protein trong trứng rất dồi dào và các loại axit rất cần thiết cho hệ miễn dịch. Riêng lòng trắng trứng có tác dụng chống lão hóa, tăng cường lực và độ dẻo dai cho cơ bắp. Với chừng ấy những tác dụng cũng đủ để trứng trở thành loại thực phẩm bắt buộc phải có trong tủ bếp của mọi gia đình đúng không nào? Tuy nhiên, ăn trứng gà thế nào thì tốt cho sức khỏe thì không phải ai cũng biết. Thông thường, trứng gà không thể ăn cùng với một số loại thực phẩm bởi nếu ăn cùng sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng hoặc khiến cho cơ thể cảm thấy khó chịu, thậm chí dẫn đến ngộ độc. Vậy đâu là những thực phẩm không nên kết hợp cùng trứng? Hãy cùng Sống Khỏe Mỗi Ngày tìm hiểu qua phần tiếp theo của video nhé! Theo lương y Nguyễn Anh Đào, trứng gà, vịt đều bổ dưỡng vì giàu vitamin A, D, E, B1, B6, B12, canxi, magie, sắt, kẽm, protein, axit, khoáng chất rất cần thiết cho hệ miễn dịch. Khoáng chất rất cần thiết cho hệ miễn dịch. Lòng đỏ trứng rất giàu acetylcholin, chất bổ dưỡng não bộ và thần kinh, giúp tăng cường trí nhớ, phát triển não bộ cho thai nhi và trẻ nhỏ. Đặc biệt với người hoạt động trí óc thì trứng là thực phẩm rất tốt. Món trứng được dùng thường xuyên trong các gia đình nhưng không phải ai cũng biết cách ăn trứng đúng và tốt cho sức khỏe. Theo đông y, món trứng kỵ các món sau. Thứ nhất, ăn hồng ngay sau khi ăn trứng.
ăn hồng ngay sau khi ăn trứng là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm và viêm ruột cấp tính có thể dẫn tới nôn mửa. Khi đó cần ngay lập tức uống dung dịch gồm 20g muối và 200ml nước sôi, hoặc có thể sử dụng nước ép gừng tươi trộn với nước ấm. Nếu không nôn được, cần phải uống nhiều lần để thúc đẩy nôn mửa, sau đó phải dùng thuốc nhuận tràng để loại bỏ các chất độc hại trong cơ thể. Thứ hai, ăn trứng kèm sữa đậu nành. Nhiều bà mẹ sáng ra cho con ăn trứng chiên với cốc sữa đậu nành để đủ chất, hoặc cho con uống sữa sau khi ăn trứng. Tuy nhiên, đây lại là thói quen hoàn toàn sai lầm. Theo các nhà dinh dưỡng, sữa đậu nành giàu protein thực vật, chất béo carbohydrate, vitamin, khoáng chất. Nhưng protein trong trứng có thể kết hợp với trypsin trong sữa đậu nành, làm cho quá trình phân hủy protein bị cản trở. Giảm tỷ lệ hấp thụ protein còn có thể gây ức chế hoạt động, ảnh hưởng đến tiêu hóa. Buổi sáng, mọi người thường có thói quen ăn trứng kết hợp với uống sữa đậu nành, mà không biết rằng protein trong trứng sẽ kết hợp với trypsin trong đậu nành, gây cản trở quá trình phân hủy và hấp thụ protein trong cơ thể. Thứ ba, ăn trứng cùng đường. Một số người có thói quen ăn trứng gà chấm đường hoặc chế biến món thịt kho trứng với đường trắng để lấy màu, nhưng thực ra như vậy sẽ làm cho protein acid amifructose trong trứng gà kết hợp với lysine tạo ra một hợp chất mà cơ thể khó hấp thu, làm ảnh hưởng không tốt cho hệ tiêu hóa. Thứ tư, ăn trứng và bột ngọt. Nhiều bà nội trợ có thói quen cho bột ngọt vào khi đánh trứng để chuẩn bị làm món trứng chiên. Về mặt dinh dưỡng, đây là một sai lầm. Ở nhiệt độ cao, các chất natri, axit glutamic, chất clo hóa trong trứng, kết hợp và tạo thành muối natri của axit glutamic. Chất này cũng là thành phần chủ yếu của bột ngọt. Do vậy, việc cho thêm bột ngọt khi chế biến trứng sẽ làm phá vỡ kết cấu của các nguyên tử muối natri tự nhiên, từ đó làm giảm hàm lượng dinh dưỡng của trứng. Thứ năm, ăn trứng cùng thịt ngỗng, thịt thỏ. Trứng cũng không thể kết hợp cùng thịt ngỗng và thịt thỏ. Điều này đã được Lý Thời Chân ghi lại trong bản thảo cơ mục. Đó là bởi cả thịt thỏ, thịt ngỗng và trứng đều có tính hàn và chứa một số chất có hoạt tính sinh học. Khi kết hợp cùng nhau, sẽ sinh ra những phản ứng kích thích tiêu hóa tạo thành trứng tiêu chảy. Thứ 6. Uống trà sau khi ăn trứng. Mọi người từng có thói quen uống nước chè sau khi ăn trứng để giảm mùi khó chịu, mà không hề biết cách ăn này rất hại cho sức khỏe. Bởi acid tannic trong lá chè sẽ kết hợp với protein trong trứng, tạo thành hợp chất protein acid tannic, làm chậm hoạt động của nhu động ruột, kéo dài thời gian tích trữ phân trong ruột, nguyên nhân gây táo bón, tăng nguy cơ tích trữ các chất có hại cho cơ thể. Thứ 7. Ăn trứng trần, trứng sống. Đây là thói quen của rất nhiều người, nhất là với những người thích ăn phở, bún hay các món nước. Khi bị sốt không nên ăn trứng gà, nên uống nhiều nước và pha thêm chút muối. Ăn nhiều rau quả tươi, hạn chế ăn những thứ có nhiều protein. Khi vừa ốm dậy, người bệnh sức đề kháng yếu không nên ăn trứng tươi, luộc chưa chín hoặc đập vào chảo nóng nước nóng. Bởi trên bề mặt vỏ trứng có nhiều lỗ nhỏ li ti nên không khí và vi khuẩn có thể xâm nhập, thậm chí có thể nhiễm vi khuẩn Salmonella trong lòng đỏ trứng. Ăn trứng chưa chín dễ mắc tiêu chảy. Nếu bạn ăn trứng chưa chín hẳn thì nó sẽ khiến cơ thể rất khó hấp thu các chất protein vào cơ thể. Đồng thời, nó cũng có thể làm bị nhiễm các vi khuẩn tồn tại có hại có sẵn trong trứng và dẫn đến mắc bệnh tiêu chảy. Thứ 8. Không ăn quá 3 quả một ngày. Nếu chỉ cần ăn 2 lòng đỏ trứng mỗi sáng, đã vượt xa lượng cholesterol được phép hấp thu, chưa kể các nguồn thực phẩm khác trong bữa ăn hàng ngày. Trong lòng đỏ, trứng gà và trứng vịt chứa khá nhiều chất béo và cholesterol. Mỗi quả trứng trung bình là 17g chứa tới 220mg cholesterol và nhiều chất béo, chủ yếu là axit bão hòa. Cơ thể không nên hấp thụ quá 300mg cholesterol mỗi ngày. Thành phần chủ yếu của trứng gà gồm có albumin và ovoglobulin là protein hoàn toàn, được cơ thể hấp thụ 99,7% sau khi ăn vào sẽ tạo ra nhiệt lượng siêu hạng. Trứng gà là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, tuy nhiên không phải ai ăn cũng đều tốt cho sức khỏe. Nhiều người đang bị bệnh thường dùng trứng gà để bồi bổ, tuy nhiên việc ăn trứng có thể gây trúng độc hoặc làm bệnh biến chứng nặng hơn. Vì thế, tốt nhất là không nên ăn quá 3 lòng đỏ quả trứng gà mỗi tuần, còn lòng trắng trứng thì có thể không hạn chế vì rất tốt cho sự phát triển cơ bắp. Thứ 9. Không ăn trứng đã chín để qua đêm. Nếu trứng được luộc chín lòng đào nhưng sau khi để qua đêm thì chất dinh dưỡng trong đó sản sinh ra vi khuẩn. Nếu ăn phải trứng biến chất như thế sẽ có hại cho sức khỏe. Sau khi luộc trứng gà, protein đã bị phá hỏng lại để qua đêm, vì vậy giá trị dinh dưỡng sẽ giảm thấp rất nhiều. Thứ 10. Không dùng các loại thuốc chống viêm.
Trứng rất giàu protein, trong khi các trứng viêm trong cơ thể lại liên quan đến lượng protein. Vì vậy, khi bắt đầu tình trạng viêm, cần lưu ý là không uống thuốc sau khi ăn trứng. Đặc biệt là các bệnh tiêu hóa, tiêu chảy, có thể thậm chí không ăn trứng. Trứng có chứa protein sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày, ảnh hưởng đến sự hấp thu và tiêu hóa. Ngoài ra, theo lương y Anh Đào, sau khi ăn món trứng với các món ăn uống khác nhau, nếu trong vòng từ 1 đến 2 giờ thấy cơ thể xuất hiện các triệu chứng khó chịu là đã ăn phải các món kỵ nhau, ngay lập tức dùng nước Ozezol hoặc pha 20 g muối với 200 ml nước sôi để uống, hoặc có thể uống nước gừng tươi nóng ấm để gây nôn. Nếu không nôn được, cần phải uống nhiều lần để thúc đẩy nôn mửa. Nếu lỡ ăn trứng có dính tỏi mà xuất hiện triệu chứng ngộ độc, cần uống nhiều nước gừng tươi ấm để gây nôn và thải độc. Cần biết là sau khi đã hết ngộ độc, dùng thêm thuốc nhuận tràng để đào thải chất độc hại còn tồn tại trong cơ thể. Trứng là một loại thực phẩm quen thuộc, được nhiều người yêu thích, lại dễ dàng chế biến. Do vậy, nếu biết kết hợp đúng cách thì đây chính là loại thực phẩm vàng cho sức khỏe. Ngược lại, cần tránh kết hợp trứng cùng những loại thực phẩm có thành phần phản tác dụng nếu không muốn xuất hiện tình trạng ngộ độc. Hy vọng sau khi xem xong video này, các bạn đã có thể chế biến cho gia đình mình những món ăn ngon từ trứng nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sống Khỏe Mỗi Ngày.